Này về thì làm bát tiết canh được, làm bát tiết canh được. Ai ý là lâu lâu ai mấy cả dao có nó không đúng nhiều vì đấy lâu nó gọi là gì lắm lắm đâu mà nó lắm mọi nhà mày đừng có để lâu chứ ta dán cái gì thì mới cho thưa thưa ra chứ à nó dày và nó mới ngọt chứ à, nó om lắm lâu nó mới mỗi ngọt. Tưởng là gì mà cho nhanh đã bật lửa món xào làm như thế à? Lương em sướng ghê chua rượu cay hello xin chào các bạn nha này rảnh rỗi nghỉ thì anh em làm con cầy thịt đấy. Giờ chuẩn bị đi lấy thịt chó này thuê thịt ấy về thì mình thì chế biến nấu nướng thôi. Đấy. Nhà văn hóa xóm. Đấy, bây giờ mình đi lấy thịt nha. Các bạn chờ mình nhé. Này về đi làm bát tiết canh được. Làm bát tiết canh được. Này không mà chị lọc quen rồi nó mới nhanh, còn bọn em lọc rồi mình hết không là không ý là lâu lâu chắc, ai chắc chẳng thương đâu mà càng ngon ý là lâu lâu thợ lọc nó phải khác bọn em không quen nó loáng ngoáng chân tay rồi có khi mấy cả dao có cổ nó không đúng nhiều khi mỗi người một việc. Đấy, lâu. Tìm lắm thế gì đấy. Nó gầy này thì nó lặc nó cũng lâu. À, nó giật lông nó cũng lâu hơn. Nó gầy này cứ khó người vào. Đấy, con cháu cứng mà. Cứng đấy. Đấy. Đang chuẩn bị củi để nướng. Đây người đẹp đang chuẩn bị củi để nướng. Chào cả nhà nhé. Hôm nay lại món nướng thịt chó các bạn. Đây là món nướng. Ăn bi để uống.
một xong thịt xào. Đấy là món nấu củ chuối đấy. Chưa đủ 7 món à? Rổ đây là rổ để nấu măng. Ừ thì việc Khánh Thành bảo ôi Nhật Việt Nam. Ôi hiểu ơi, như này thì bao giờ mới chín. Món là xiên que để nướng. Đấy ông bà năm vào đấy ông. Cháu mới hôm qua thằng này. Này này ướp này. Tưởng tưởng để thưa thưa ra chứ. Bỏ bỏ không không. Con cho vào cái trong con kia được của nước ngoài cũng được. Nóng không mà. Đang quả quả gì. Mỡ lá không béo mỡ. Mỡ nhà mày đừng có để lâu thế ta dán cái gì. Thì mới cho thưa thưa ra chứ à? Thôi dày vào nó mới ngọt thôi. Mỗi nó om lâu. Mỗi cái này hào là cái này sao cái này sao có gì nướng không gì mỗi người thử miếng nó gần hết một xiên đã bật lửa món xào. Khu vực này là khu vực nó ở ngoài vườn nên nó hơi tối nhá. Tối nhật là có bóng cái này là sáng. Bóng mấy ký thì giảm lại thôi. Đấy, đây đang nướng thịt. Nhưng mà chưa có cái... Đâu chưa đến quay cho đẹp đúng. Ui dồi, nay đi làm sao mà ai nhìn thấy thịt. Tốt quá, tốt quá. Cháu cái gì? Cái tôm thịt đi. Tránh vội gì? Còn vội. Bố mày sao chứ con? Bảo Duy xem về ơi. Ui trời, đang ngửi thấy mùi mắm tôm đó. Đội đèn pin lên xào. Đang làm nó mất điện nên là phải đội đèn pin. Lấy trong một tí được. Đây một bát ở đây. Đây cho vài tí nó đây bây giờ. Đây có gì một bát quý với bà nữa. Cháu không gì đâu. Cứ ăn đi. Hello. Trang ơi, hello Trang. Ờ, Trang ơi, gì Trang. Hello Trang. Ủa thì nó là cái này thì mày đi. Đấy. Ui dồi. Vừa thử vừa ăn. Thử miếng cho này. Quá dễ. Đấy. Mời gia đình nhá. Làm như thế à? Con gái mà ai ngồi.
Lương em sướng. Quay mua. Lứa được cái đũa mồm. Ba mâm mà thì không có 17 cân. Đấy. Mấy con. Ơ chấm gì? Vâng đi bác ạ. Con em đi đây là anh đi. Tổ đây. Con em mời được cả phú lê về thế này. Đây ăn thịt chó này. Gắt đi rồi khoáng. Ghê chua rượu cay. Bắn mẹ mua rồi. Tấm này tôi muốn ngon đấy. Muốn rồi chưng cái lúa đây đổ vào chưng lên. Bún bát. Bây giờ sáng đến hay mua hai hành đậu nó rán ở chợ ấy. Và nói chung là làm hai mẹ con về nó đun mình. Lòng lợn đấy. Có đây làm không? Chấm thì ngon thế rồi. Không, món dưa chua này nữa nó mới. Đây đồng hao của em còn thịt lợn với các thứ toàn chấm thuốc. Tương tương ấy. Anh nhận hả? Nó quen với mỗi người. Mỗi bữa có mấy hạng mà có toàn quá cô thôi. Chấm tương thì nó là không đúng. Bố đây muốn đi làm nó toàn chấm thuốc. Thịt lợn anh chấm mắm tôm cả kể cả mắm dưa chua các bạn làm. Mắm cháy đây là mắm tôm chua của bọn thế từ lọ ra ngay là bắt chanh là ngay cho đi đường quấy ngay thầm vào đây nếu bỏ bọn Huế nó còn nguyên xi của tôm tôm của tôm này em nói ăn hơi sướng luôn thế đây mình định làm ăn bánh thì mẹ phải no mà Huế đừng bỏ nó ăn cả bổ một trên ba à rồi sạch đã được. Nửa hơi to hơn. Thế bảo ăn được. Chính lại bị à? Mua nào bị cắt đi. Cắt chuyện nhiều. Ở đây nó nhảm. Bây giờ là mình nuông cái đường đấy à? Gần cuối đường. Đúng không? Cháu ăn sáng. Nghe đường nước tạo cũ. Bất để làm được. Đấy. Nếu mà đúng nghe đường nước tạo cũ là. Cháu là con. Cháu không phần nào ta được hai lần. Đây mọi khi là ăn. Đây mọi khi là đi làm là hay ăn. Nếu mà đi phủ lý là hay ăn là giúp phủ lý. Mà ăn của đi cái quán mà trước cái đứa con gái nhà bà chả đi ấy chả mới cả lâu gì bà, nó ốm nó tại chả đây là thì biết bà chị này thì lâu ấy. Mình ăn của cô như này các kiểu mà biết bà tô mì vào ấy má cứ ăn thì ăn phải vỡ bò 30.000 vỡ bẩn đâu cứ thôi mà làm á sáng đến bà bắt đầu mới nướng nướng một loạt mà bà bỏ ra đến lúc mà góc vào ăn đấy gọi thêm 15 xiên 7 xiên thì bà mới quạt thêm thôi và to lắm rồi còn bà ướp hết gia vị tất cả thứ là để và thịt tươi hết đây xe thằng kia nó chở thịt đến rồi đây bọn này làm ở đấy mà bà chị vừa là bà chị đấy bà ông chồng bà là em phải nướng thịt bà chỉ là bà ấy là có bên đây nướng có chín mì là ăn nếu em nào mà ăn để hơn à không ăn ngay là để cái món chuối này thì nó không thích cho mắm tôm à nóng rồi mềm rất ngon quay rồi treo rồi không đang nói là bây giờ nó treo rồi vài ba năm nó hỏng rồi để lấy tôi thì dỡ đi làm gì rồi uống đi đây dỡ đi còn mấy con lắm uống nốt cho này chuyển lên bé xuống uống nốt cho này thôi làm ăn cơm nếu mà đã treo lên rồi mà nó có hỏng ấy thì để lấy tôi thì tay nó coi như tay bức tranh gì nhá bảo không như anh có bắn gì thêm mà bắn đế mà nếu chạy thì bây giờ anh có bỏ đi ra nữa bỏ đi xuống thì thô lô ba con đống ở đấy thì cứ để mà thôi anh em xin tạm dừng video đây nha. Đang nói nếu mà